Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Vivo. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình khám phá những nét đẹp độc đáo của thành phố Sài Gòn. Đừng quên nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nha. Hãy cùng nhau trải nghiệm và tận hưởng những điều tuyệt vời mà Sài Gòn mang lại. Hôm nay là một buổi tối ngày mùng 4 tháng 11. Hiện tại thì mình đang ở dọc theo bến Bạch Đằng, quận Nhất. Hôm nay trời mới mưa xong thì nhiệt độ trời khá là mát mẻ, khoảng 26 độ C. Bến Bạch Đằng tọa lạc ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, là một khu vực ven sông nổi tiếng, khung cảnh đẹp và nhiều điểm tham quan hấp dẫn. Khung cảnh dọc bến Bạch Đằng mang vẻ đẹp kết hợp giữa nét hiện đại và sự yên bình của dòng sông Sài Gòn, tạo nên một không gian thư giãn, thoáng đãng, lãng mạn và đặc biệt vào các buổi chiều tối. Bến Bạch Đằng thì nằm ngay bên bờ sông Sài Gòn. Từ đây thì các bạn có thể nhìn ra dòng sông lớn với những con tàu lớn nhỏ chở hàng hóa hoặc là du lịch, tạo nên một bức tranh sống động về hoạt động trong nước. Vào các buổi sáng sớm, sương mù bao phủ mặt nước khiến khung cảnh trở nên huyền bí. Trong khi vào chiều tối thì ánh hoàng hôn phản chiếu lên mặt sông, tạo ra một cảnh sắc vô cùng ấn tượng. Dọc theo bến thì có một công viên với không gian xanh mát, nơi cư dân và du khách có thể dạo bộ, thư giãn và ngắm cảnh. Công viên thì được thiết kế với các khu vườn cây xanh, bãi cỏ rộng và các ghế đá, phù hợp cho những ai yêu thích không gian ngoài trời và muốn tận hưởng không khí trong lành. Từ đây bạn cũng có thể nhìn thấy một phần của tòa nhà Vitexco hoặc Landmark 81 hay các công trình hiện đại khác của thành phố. Ở đây thì có nhiều hoạt động vận chuyển đường thủy, vì vậy thì không khó để chúng ta có thể bắt gặp những chiếc tàu, thuyền nhỏ ra vào bến. Đặc biệt thì tại đây còn có cầu Móng, là một trong những cây cầu lịch sử của thành phố Hồ Chí Minh, nối quận Nhất và quận Tư. Cùng với không gian thiên nhiên thì khu vực này còn có một số quán cà phê, nhà hàng sang trọng với thiết kế hiện đại. Những quán cà phê này thì thường có tầm nhìn ra sông Sài Gòn, nơi bạn có thể vừa thưởng thức đồ uống và ngắm cảnh. Dọc bến còn có các chuyến tàu du lịch đưa khách tham quan quanh khu vực sông Sài Gòn. Các tàu du lịch này thì thường được trang bị các tiện nghi hiện đại và phục vụ cả bữa ăn, mang lại cho khách hàng một trải nghiệm thú vị ngắm cảnh vật từ trên sông. Hôm nay thì trời mới mưa xong, các bạn có thể thấy là khung cảnh dọc bến Bạch Đằng mang một vẻ đẹp rất là thơ mộng.
Đây là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày đó các bạn, khi không khí mát mẻ, trong lành và cảnh vật được làm mới sau cơn mưa. Sau mưa thì mặt đường dọc bến Bạch Đằng ướt đẫm nhưng lại sáng lên dưới ánh sáng phản chiếu từ đèn đường, tạo thành những vệt sáng đẹp mắt. Những cây xanh trong công viên bến Bạch Đằng, các bồn hoa hay các khu vực cỏ xanh mướt sau mưa đều tươi tắn, tỏa ra mùi thơm nhẹ của cây cỏ. Khi trời mới mưa xong thì không khí dường như trở nên mát mẻ hơn, các quán cà phê nhà ven đường cũng bắt đầu lên đèn, tạo thành những ánh sáng huyền ảo trên mặt nước. Nếu như bạn đi bộ dọc theo bến thì bạn có thể cảm nhận được sự thanh bình và lãng mạn của không gian về đêm. Các tàu du lịch thì thường xuyên di chuyển trên sông Sài Gòn và sau cơn mưa thì chúng lại càng trở nên đặc biệt hơn. Cả tàu và mặt nước đều phản chiếu ánh sáng lung linh như một bức tranh sống động mà mỗi chuyến tàu mang lại. Những du khách trên tàu cũng có thể tận hưởng không gian tuyệt vời, ngắm nhìn khung cảnh thành phố và sông nước sau cơn mưa trong không khí mát mẻ. Dọc theo bến thì có rất nhiều cây cổ thụ. Cơn mưa thì có thể làm thay đổi hẳn một số chi tiết của khung cảnh. Những chiếc lá cây trong công viên dọc ven bến giờ đây đều ướt đẫm và tỏa ra mùi hương thơm mới, như thể là được tắm lại sau những ngày nắng nóng. Những giọt mưa còn đọng lại trên mặt đường, trên từng cây và các chi tiết nhỏ khác, làm cho mọi thứ dường như tươi mới và sáng bừng lên. Vì là trời mới mưa xong nên là tại đây thì ít người qua lại hơn, tạo ra một không gian yên tĩnh phù hợp cho những ai muốn tìm một góc thư giãn, suy ngẫm mà chỉ đơn giản là dạo bước trong không khí mát mẻ. Các ghế đá, công viên và không gian ven sông trở thành một nơi lý tưởng để ngồi lại, nhìn ngắm cảnh vật, lắng nghe tiếng sóng vỗ và cảm nhận sự tĩnh lặng sau cơn mưa. Các bạn có thể thấy các đèn đường, đèn từ các tòa nhà, các quán xá dọc bến sáng lên một cách lấp lánh, tạo thành những dải ánh sáng lung linh trên mặt sông. Các tàu du lịch cũng lên đèn phản chiếu vào mặt nước, làm cho không gian trở nên lãng mạn hơn. Cảnh sắc này thì càng thêm đẹp khi có một chút hơi nước trong không khí từ cơn mưa, làm cho ánh sáng như mờ đi trở nên mơ màng, tạo nên một vẻ đẹp rất là khó tả. Khung cảnh của bến Bạch Đằng sau cơn mưa còn làm dâng trào những cảm xúc rất là đặc biệt. Có thể đó là cảm giác yên bình khi dạo bước bên sông, cảm giác lãng mạn khi ngắm nhìn đèn phố xá, hay cảm giác xúc động khi nhìn thấy mặt sông với những vệt sáng.
cơn mưa thường mang đến sự thay đổi tâm trạng, và bến Bạch Đằng là nơi lý tưởng để hòa mình với thiên nhiên, tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Khung cảnh dọc bến Bạch Đằng sau mưa là một bức tranh thay đổi từng phút, nơi mọi chi tiết đều tươi mới, trong lành và đầy cảm xúc. Cảnh vật thiên nhiên kết hợp với vẻ đẹp hiện đại của thành phố thì tạo nên một không gian lý tưởng. Từ sự tĩnh lặng của mặt nước đến ánh sáng phản chiếu từ những công trình cao tầng, từ hơi nước còn đọng lại trên các con phố cho đến không gian huyền ảo về đêm, tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt vời, mang đến cho người ta một cảm giác hòa hợp và thư thái trong nhịp sống của thành phố. Vậy là chuyến đi dọc theo bến Bạch Đằng của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Trước mặt chúng ta là bến tàu Bạch Đằng, thì có dịp mình sẽ dẫn các bạn vào tham quan xem trong này có gì nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay trên kênh Sài Gòn Vivo. Hy vọng những chia sẻ của chúng mình đã mang lại cho bạn những thông tin thú vị và bổ ích về cuộc sống, văn hóa và con người tại Sài Gòn. Đừng quên nhấn nút thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những hành trình khám phá tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn ở những video sau với nhiều điều mới mẻ và hấp dẫn hơn. Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.